chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vy Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vy kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có một tuần mới thật vui vẻ, may mắn và tràn đầy năng lượng ha. Lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review một lô ở dự án Tuấn Điền Phát 3 thuộc Lai Uyên Bầu Bàng. Để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn mua đất đầu tư hoặc là mình muốn mua đất xây nhà thì cả nhà hãy xem hết video này ha. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn. Lô này có lợi thế là hai mặt tiền nha cả nhà. Bắt đầu từ cột bê tông tay em chị này sang với cột móc bên này là ngang 5, dài 20 ha. Hậu lô này không có dính hố nha cả nhà. Hố ga là nằm ở ranh giới chứ không có vô đất. Là ngang 5, dài 20, dài sâu về tới phía cuối đường chỗ dây cột điện luôn ạ. Và ở phía đằng sau là có một con đường nữa ha, là hai mặt tiền. Lô này hai mặt tiền là 5 x 20, tổng 100 m², thổ cư 100%, sổ sẵn, lô hai mặt tiền. Vì thế vị trí này thì chúng ta sau này tương lai có thể kinh doanh buôn bán được. Phía chất bên này đó chính là công viên nha cả nhà. Công viên ha. Đó, công viên có cái nhà xây, đó là vị trí của công viên ạ. Dự án Tuấn Điền Phát 3 này thì quy mô của nó là hơn gần 600 nền ha. Phía đằng trước đó chính là trục chính chạy thẳng vào khu dân cư tái định cư Bầu Bàng luôn. Thì tí nữa em sẽ quay một vòng để cho cả nhà xem nha. Ở đây thì dân cư ở khá là nhiều, bởi vì nó gần liền kề với trung tâm Bầu Bàng nên là rất là thuận tiện để quý anh chị và các bạn mình đi làm. Thì chúng ta nhìn lại lô này thêm một lần nữa. Bắt đầu từ vị trí tay em chị sang với vị trí này là ngang 5, dài 20 nha, dài ở phía sau dây cột điện luôn ạ. Tổng 100 m², thổ cư 100%, sổ sẵn, lô này hai mặt tiền ha, mặt tiền phía bên kia ha. Do cỏ hơi rậm chút xíu nên em quay mặt phía bên kia. Thì bây giờ em sẽ lên xe, em quay những cái tiện ích xung quanh để cho cả nhà xem và hình dung dự án này như thế nào ha. Dự án Tuấn Điền Phát 3 này thì nó liền kề với 5 dự án, đó là dự án Đức Phát 3 này, dự án Thăng Long này, rồi dự án Nam An này và dự án của Kim Oanh ha. 5 dự án liên tiếp nhau nên là quy mô ở khu này rất là lớn, sau này rất là tiềm năng. Và dự án này thì cơ sở hạ tầng bên chủ đầu tư đã hoàn thiện gần xong rồi, đã ra sổ cho khách hàng từng nền rồi. Thì vị trí này, con đường này chính là cái con đường mà trục đằng sau mà lúc nãy cái lô mà em vừa giới thiệu đó nha cả nhà nha, lô hai mặt tiền đó. Đó, dự án này vị trí khá là đẹp, tiện ích thì đầy đủ rồi, có điện rồi, cây xanh, vỉa hè, đèn đường đầy đủ, sổ sẵn nha cả nhà. Vị trí lô này cũng khá là đẹp nữa. Ở dự án này thì quy mô cũng là 12 hecta, diện tích cắt ngang là từ 75 cho đến 150 m² và giá dao động bây giờ là từ 900 cho đến 1,5 tỷ tùy vào vị trí trục đường chính hay phụ ha. Trục đường này là trục đường chính nối liền thông 3 dự án liên tiếp ha. Đây là trục đường chính chạy từ cổng đi vào dự án ha. Từ vị trí của dự án này mà chạy lại với khu tái định cư Bầu Bàng thì khoảng tầm 500 m thôi, rất là gần. Và chạy lại với khu công nghiệp thì cũng khoảng tầm 700 m thôi, nên là rất là gần để quý anh chị và các bạn mình có thể là xây nhà, tiện để xây nhà đi làm trong khu công nghiệp. Và bán kính từ vị trí của lô đất này mà chạy lại với bệnh viện này, rồi trường học này, thì cũng khoảng tầm 700 đến 800 m thôi nha cả nhà, rất là gần, tiện ích luôn, vị trí khá là đẹp. Dự án này nằm mặt tiền đường DH610 nha cả nhà. Nên quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn đầu tư lô đất mà em vừa giới thiệu thì cả nhà hãy liên hệ theo số điện thoại em ghi trên video, thì em sẽ gửi sổ cũng như là thông tin sổ sách để cho tất cả quý anh chị và các bạn xem. Đó. Mặt tiền đường
DH516 10 nên cả nhà phía đằng trước là mặt tiền ạ, dân cư rất là đông nên quý anh chị và các bạn quan tâm thì cả